bộ cam đùm này cho em 150 là đùm sơn của em 150 nha. Để bên trước có lồng nhôm luôn. Vàng, chân đen, hàng của Osaki là một luôn, ô thải và cặp niên Siam Gucci M. Xem Gucci màu 1.4, 1.6 nha. Đây. Hàng L1 luôn, hàng Thái. Niềm mờ. Hàng L1 hết nha chứ. Ok. Màu 2 vô đây xem. Bộ này vô cho mình người coi tham khảo thì cũng chơi vui ha. Ôi đùm sau, đùm trước. Rồi ok, bây giờ là mình chuẩn bị xỏ vô rồi đó, mình sẽ quay lại cho mọi người coi. Còn cảnh xỏ với vú bè mọi người cũng đã coi clip mình thì mình cũng đã biết mình xỏ clip như thế nào ha. Niềng cô Sam Gucci mà cam vàng, chân đen và cặp đùm gắn dây jean nha. Đây này bên trước tôi cũng có đồng nhôm luôn nha. Ok, đồng nhôm đó, tiện CNC à. Và đây bên sau này mình xếp về Vĩnh Long cho anh trai em trai dưới nha. Hàng bảo đảm chất lượng đẹp, kiểm tra kỹ trước khi giao nha mọi người.